sông pháp giới đạo tràng mười phương hiền thành mây bao cát tường xin phần chứng giám tâm hương trí thành pháp thân các phật tình Phật. Hôm nay ngày chủ nhật nhằm 29 tháng 5, cũng là 29 tháng 4, chúng ta sẽ coi như kết thúc cái tháng đản sinh của Đức Phật. Đa phần thì trên thế giới đều tổ chức vào tháng 5 Tây, dương lịch cũng là tháng 4 âm lịch. Nhưng mà đối với người con Phật, chúng ta biết là để học, để tu thì ngày nào cũng là ngày Phật đản cả. Cho nên, nhưng mà tính theo cái trình tự của năm tháng thì hôm nay là tháng 4, ngày 29, vì tháng thiếu cho nên tối đạo tràng chúng ta sẽ có cái nghi thức sám hối như thường lệ. Mỗi một tháng thì thường là âm lịch mỗi tháng ở tại các nước châu Á, đặc biệt trong đó có Trung Hoa, Việt Nam. Không biết là ngẫu nhiên hay là dường như là tất cả tháng nào cũng có ngày mình gọi là ngày sóc vọng, hay là ngày lễ, ngày cúng, ngày giỗ chẳng hạn vậy. Nếu mà nói rằng đó là một sự ngẫu nhiên là bình thường, còn nếu mà có một cái sự sắp xếp của các cái vị cổ đức, họ muốn rằng trong tháng nào chúng ta cũng có một cái ngày để mà suy nghĩ về một cái điều kiện hay là một vấn đề hay là một nhân vật, trong đó có các vị tổ, các vị thầy, rồi các vị trung thần, hoặc là chẳng hạn tháng tư thì chúng ta biết rồi, chúng ta có nhiều cái ngày lớn lắm, ngày rằm tháng tư, ngày Phật ra đời. Tháng năm bắt đầu chuẩn bị, chưa qua tháng năm là chúng ta có gì, mùng năm tháng năm rồi. Đó, hãy qua tháng sáu thì mình có gì, cũng là có nghĩa là vía Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi cũng có nữa là tháng bảy rồi tới vía được Bồ Tát Địa Tạng, rồi Du Lan, rồi tháng tám là gì, đường Minh Hoàng, Du Nguyệt Điện, hoặc là Trung Thu, rồi Trung Quân, rồi tháng 9 là gì, rồi Trùng Cửu, rồi tháng 10 là gì, là Hạ Quân. Cứ vậy tháng 11 thì chúng ta sẽ có gì, chúng ta sẽ có nghĩa là lễ, nghĩa là chuẩn bị cho các lễ vía của các vị Bồ Tát. Mỗi một cái vị
dường như nó đều nằm ở trong những cái ngày tháng âm lịch hết. Nếu nói ngẫu nhiên là chuyện bình thường, nhưng mà nếu nói là đó là một sự phân phối hoặc sự sắp xếp của các cái bậc cổ đức trong những cái thời gian, cái thời điểm đó, để cho nhắc nhở rằng tất cả những ngày lễ, ngày cúng, ngày sóc vọng, ngày kỷ niệm nhằm để nhắc nhở lại cái những con người đang sống, đang vội với chúng ta. Nếu mà không có một cái ngày nhắc nhở hoặc không có gì, có lẽ là mình cũng quên đi. Mình dễ quên lắm, bởi vì các vị biết, nhất là mấy người mà lên bàn thờ ngồi đó, tức là sau cúng 49 ngày hoặc sau cúng 1 năm rồi đó, thì coi như rằng từ từ nó quên lãng. Thậm chí người thân nhất của mình là ai? Là cha, là mẹ, và người mà gần gũi trong cuộc đời của các vị, như là vợ chồng con cái vậy. Chứ mà đôi khi đau đớn lắm khi mà những người đó ra đi, nhưng mà 1 năm 2 năm rồi cái dồn dập với lại những cái áp lực của cuộc sống, thậm chí rằng cái mình gọi là cơm áo gạo tiền á, nó cứ làm cho con người ra rồi trở thành giống như một con thiêu thân, và nó có một cái lực đẩy mà mình không có cái cơ hội để dừng lại, không có cơ hội dừng lại. Và do vậy cho nên những cái người mà mình cho rằng thân yêu nhất, hoặc là đã từng đi qua trong tim của mình đó, cho dù đó là tình yêu, là tình thương gì cũng vậy, rồi cuối cùng rồi nó cũng bị thời gian xóa mờ hết, lãng quên hết. Bởi vì chính bản thân mình đến một lúc nào nó rồi cũng, mình cũng còn không nhớ mình là ai nữa. Đây bây giờ cái bệnh mà quên nó nhiều lắm, cho nên cái là mấy người lớn tuổi là bắt đầu quên đầu quên đuôi, bỏ chìa khóa ra rồi bỏ chìa khóa vô, rồi điện thoại rồi cái gì. Nhiều khi thấy thương, nhất là cái mà bây giờ là gần nhất của người ta là gì? Cái điện thoại. Lúc nào đâu cũng có rồi, nhưng mà khi quên hốt hoảng, trời ơi, dòm giống như là kêu bằng sắp chết đến nơi rồi. Không có cái điện thoại là cả một cái cực hình. Nó giống vậy đó. Nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta muốn nói rằng những cái yếu tố của ngày tháng đó là để nói lên cái, có thể là một cái lời cảnh tỉnh, một cái lời nhắc nhở. Và vì chúng ta dễ bị lãng quên, và chúng ta muốn đi tìm một điều gì đó thì chúng ta lại tìm không có trúng đích. Cho nên cái ngày của Đức Phật ra đời á, là đánh dấu một cái sự kiện lớn trong lịch sử của nhân loại, tức là mặt trời chân lý hay là ánh sáng chân lý đã xuất hiện. Nhưng mà rồi chúng ta có được cái ánh sáng đó, chúng ta có được cái ngọn đuốc lớn từ nơi Đức Thế Tôn, và thậm chí nghĩa là chúng ta được mồi, tức là được thắp lên cho chính ngọn đèn của chúng ta. Nhưng mà rồi thời gian phôi pha, ngọn đèn của mình nó lu mờ, nó tắt. Giống như đèn dầu ở Việt Nam của mình thì ống khói rồi nó đóng bám đầy hết trơn rồi, không còn thấy mặt mũi ai hết trơn á. Và khi mình soi lại cái kiến, mình thấy mình cũng không biết phải mình không nữa. Nếu mà bây giờ mà các vị lục lại mấy cái hình cũ, hoặc là soi lại trong gương, nhiều khi mình không biết phải là mình không nữa. Nó thay đổi như vậy đó. Thời gian làm cho mình thay đổi, và chính cuộc sống cũng giống như là bản thân mình cũng phải thay đổi thích hợp với cuộc đời. Cho nên vì vậy mà mình nhìn mình không ra nữa. Đó, các vị thấy không? Nó nhìn không ra rồi đó. Từ một cái người trẻ, người xinh đẹp thì chúng ta đã biến thành là bạch phát lão nhân rồi. Thành ra không thể nào mà có thể phân biệt được thế giới này là cái nào là thật, cái nào là hư cả. Bởi vì thật ra trong cái thật là nó có cái hư, và trong cái hư nó đã là có cái thật trong đó. Và chính bản thân cái hư là cái thật rồi. Cho nên đó là cái lý cao nhất của Phật giáo, mình gọi lý Bát Nhã, là sắc tức thị là không rồi. Trong cái hình thức, cái mà chúng ta chấp nhận, cái mà chúng ta cố gìn giữ nó, là bản chất của nó vốn là không rồi, không thật tính rồi. Cho nên không thể nào mà mình có thể nắm bắt được cái thời gian cả. Và yếu tố này nó cũng quan trọng, mà giống như thầy vừa nói đó, tức là trong cái ngày của Đức Phật ra đời đó, nó đánh dấu một cái sự, cái kỷ nguyên rất lớn. Để chi vậy? Để cho thay đổi cái nhìn, cũng giống như là bắt đầu cho chúng ta một cái con đường, một cái đạo lộ mới. Nhưng bây giờ đi tìm,
đi tìm, bây giờ mình đi tìm cái gì? Đi tìm được cái tuệ giác hay đi tìm lại cái tuệ giác của chính mình đó, thì yếu tố đó sẽ là một yếu tố rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta sẽ dễ bị gì? Lầm lẫn, bị gạt gẫm, bị che mờ. Nói như ngôn ngữ của trong kinh nói là phàm sở hữu tướng giai thị gì? Giai thị hư vọng. Nhưng mà hư vọng đồng nghĩa là lừa dối. Tất cả cái gì có tướng đều là lừa dối cả. Kể cả những cái mà mình thấy rằng rất là đáng tôn trọng, như là tín ngưỡng, như là chùa chiền, nhà thờ, tăng ni, bất cứ cái gì cũng đều là có mang bản chất của sự lừa dối cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó cũng là phàm sở hữu, hữu tướng. Nó đều là tướng mà. Mà tướng thì các vị biết là mình nhìn cái tướng vậy, nhưng mà cái sự thay đổi và những cái lừa dối cho mình, chính mình không thể biết được. Và Kim Cang Kinh đã khẳng định, đã nhắc nhở chúng ta rất nhiều lần: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất nhân kiến Như Lai. Nếu mà dùng sắc mà để tìm ta, dùng âm thinh để tìm ta là người hành tà đạo, tức là đi con đường tà đạo, không có chân chánh, cho nên không thể nào thấy được Như Lai. Như Lai đây không phải là thấy được Đức Phật đâu, mà Như Lai tức là sự thật, là chân lý. Và chữ ngã đây cũng là chân lý, chứ không phải là mình kiếm ông Phật bằng xác thịt, ông Phật bằng tứ đại. Mà ngay bây giờ cũng vậy, mà mình muốn làm một ông Phật á, thì mình phải nhìn bằng cái thân của tướng bên ngoài, cho nên mình tìm ngoài đó là ra làm một ông Phật riêng rất là khó khăn. Cho nên các vị biết là nãy thì đứng thì nhìn ông Phật, ông Phật mà ngồi phía sau của mình thì các vị biết ông Phật nó bằng gỗ quý đó, tức là gỗ nghĩa là gỗ thật. Và cái người làm tượng Phật này là người Catholic, nó đặc biệt là vậy đó. Không phải là cái Phật tử mình gọi là chân chính của Phật tử, nghĩa là lâu năm gì cả, mà cái người làm tượng Phật phía sau này là người làm tượng Phật của là người của Thiên Chúa giáo, người Catholic. Và muốn tạc một cái khuôn mặt vậy, khi bắt đầu làm cái khuôn mặt á, ta gọi là điểm những khuôn mặt chính á, thì họ phải có thời gian, họ cũng giống như là ăn chay nằm đất, phải để thanh tẩy, phải tâm hồn phải an ổn để trước khi họ muốn làm một cái tác phẩm nghệ thuật. Và khuôn mặt Phật nó cũng sẽ có nhiều cái biểu hiện khác. Các vị thấy rằng nếu một khuôn mặt Phật á mà nó trở thành như một khuôn mặt chết, tức là khuôn tượng á, thì dễ làm mà nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà các vị muốn tạo được một cái hình ảnh nghệ thuật của một cái khuôn tượng, dù là bằng gỗ, bằng đá, mà nó mang nét sống động, thần thái, cũng giống như những bức tranh, mà giống như bức tranh thật vậy đó. Bức tranh mà được vẽ mà giống như bức tranh chụp, và thậm chí nhiều bức tranh vẽ mà mình nhìn vô như là nó đang sống vậy. Đây là một vấn đề. Đây là một vấn đề rất là cao, mà rất là khó khăn. Cho nên cái pho tượng phía sau của chúng ta là nó không phải là một khuôn mặt của cái sự, nghĩa là bằng gỗ, mà nó là một cái khuôn mặt của sự sống động. Nếu mà chúng ta có thời gian ngồi nghiền ngẫm và bắt đầu thấy nó có những cái nét chuyển biến, và làm như là Ngài đang nhìn, Ngài đang cười, Ngài đang, nghĩa là cái bằng tự tại, Ngài đang gì đó đối với chúng ta, chứ nó không phải là một khuôn mặt trơ nữa. Các vị biết là đây là một cái. Và khi làm tượng Phật á, tại vì khi đánh message hoặc là gọi để nói cho con thợ tạc á, thì nói rằng ông phải làm, nếu ông làm một cái tượng Phật nhập Niết Bàn á, thì ông nhớ rằng từ đây về sau á, ông phải làm một cái khuôn mặt thế nào là ít nhất á, phải có sự gì? Có sự an bình, sự cằn cỗi, và cái tuổi nó phải từ 60 trở lên. Trời, tội nghiệp ghê, Niết Bàn mà ông Phật dòm mà mặt qua da phấn, Phật chết non rồi. Phật nhập Niết Bàn mới có 30 tuổi à.
Trong khi lịch sử Phật dầm niết bàn bao nhiêu? 80 tuổi. 80 tuổi là già yếu, hết sức khỏe, đi không nổi nữa, phải khiêng rồi. Đó, cho nên các vị thấy khó làm không? Và có nhiều người sẽ nghĩ rằng sao Phật nào cũng giống nhau, mà con này cũng giống nhau, Phật nào thấy cũng giống nhau không? Cái đó là do nghệ nhân thôi. Nhưng mà vấn đề mà Phật thì không có cái nào không giống nhau hết trơn, tại vì Phật chỉ có một. Cho nên nghĩa là thế nào cũng phải giống nhau mới gọi là Phật. Còn nếu mà nó không giống nhau thì nó giống ai? Giống chúng sanh, nó giống mình nè. Giống mình cho nên là nó đủ màu, đủ thứ cho nó. Tức là do gì? Do tham, do sân, do si, do mạng, do nghi. Hễ hở đâu là mình đủ màu đó. Có lúc đó thì mình rất là dễ thương. Do có lúc là mình rất là trung thành. Có lúc mình trở thành kẻ phản bội. Và có lúc là mình rất là dễ ghét. Vì mình là chúng sanh. Còn Phật không phải vậy. Phật nó chỉ có là Như Lai. Cho nên Ngài mới dùng cái từ là nếu mà dùng sắc, dùng âm thanh mà tìm được cái chân thật của chân lý đó là bất năng kiến Như Lai. Không thể nào thấy được Phật. Tức là không thể nào thấy được sự thật. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái đề tài nó cũng hơi là cao mà nó hơi tế nhị và khó khăn. Đó là đi tìm loại cây. Ở Việt Nam mình bây giờ họ hay xài một cái từ là lũa cây, mà không biết lũa cây hay là lõi cây mới đúng. Nếu nói lũa cây đó là cái từ đó là từ của miền Trung, từ đất Quảng trở lên đó, là cái lõi kêu cái lũa. Còn thật sự đúng nghĩa của nó là những cái pho tượng được điêu khắc chạm trổ bằng lõi cây thì nó mới là quý và nó mới là tốt. Vì sao vậy? Lõi cây là cái gì? Là cái cốt lõi bên trong của một cái loại cây tốt, cây hardwood cứng. Và nếu một cái lõi cây mà của một nghệ nhân họ làm mà cái lõi cây thật sự tốt á, tìm được cái lõi cây tốt để mà làm á, thì một cái pho tượng để trong nhà có thể tồn tại khoảng từ 1 tới 2 ngàn năm, không có gì hết. Ở Trung Quốc hiện tại có 500 cái tượng bằng gỗ ở cái tỉnh mà cái chùa mà nơi mà mình gọi là của Lục Tổ Huệ Năng đó, tức là 1.500 năm rồi bằng gỗ mà vẫn còn. Thì các vị cứ tưởng là gỗ mà nó trải qua một thế kỷ hơn vậy là gì? Nó là phải một cái loại gỗ rất là tốt. Cho nên bây giờ đi tìm loại cây. Chúng ta nói cái bài kinh này nó liên hệ tới cái phần của Kinh Trung Bộ thứ 30 hoặc là cái bằng Đại Kinh đi tìm lõi cây cũng Kinh Trung Bộ. Tức là Đức Phật đã ví dụ, đã minh họa trong một bài kinh rất là quan trọng nhưng mà rất là thấm thía. Tên của nó là cái bằng ví dụ, Đại Kinh ví dụ lõi cây hoặc là Tiểu Kinh ví dụ lõi cây. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta vì không có đọc hết nguyên bản kinh, nếu mà các vị đọc nguyên một cái bản kinh mà của kinh tạng của Nguyên Thủy á, thì nhiều khi mình đọc mình mệt mỏi, mình dễ bị phân tâm lắm. Nhưng mà đây là một trong những cái cách thức để nghĩa là trình bày cái dạng kinh như vậy, nó mới nghĩa là thấm cho những người học kinh. Thì trong cái bài Đại Kinh thí dụ lõi cây hay là Tiểu Kinh ví dụ lõi cây, kinh 30, còn cái kinh mà Đại Kinh thì nó nhằm kinh 29, cũng một bài kinh mà nói qua nhiều giai đoạn và có nhiều cái đối tượng. Hôm nay chúng ta sẽ trích cái phần đó để nói lên cái chủ đề chúng ta là đi tìm lõi cây. Thì tại sao Đức Phật nói về cái bài kinh này, nguyên nhân của nó, duyên khởi của nó về Đại Kinh đó? Thì sau khi Đề Bà Đạt Đa, các vị biết Đề Bà Đạt Đa không? Đề Bà Đạt Đa là ai? Đề Bà Đạt Đa là một tỳ kheo trong
hàng đệ tử của Đức Phật. Và các vị đừng có nghĩ rằng Đề Bà Đạt Đa là người thường, người Đề Bà là anh em bà con với Đức Phật, là một vương tử. Và cái khả năng thành tựu của Đề Bà Đạt Đa không phải là giống như người ta nói, Đề Bà Đạt Đa cũng đã chứng đạt được những cái phần đó là thánh quả. Và cái chắc chắn là cái công phu tu hành của Đề Đà Hoa cũng rất là cao, cho nên mới được cái sự nghĩa là ủng hộ của Thái tử của A Xà Thế, và cũng được sự ủng hộ của rất là nhiều người. Cho nên Đề Bà Đạt Đa mới đưa ra những cái yêu cầu, và thậm chí nghĩa là xin với Đức Phật để nghĩa là giao lại cái quyền lãnh đạo giáo hội trong tăng đoàn trong thời đó cho Đề Bà Đạt Đa. Và khi mà không được chấp nhận thì Đề Đạt Đa mới nghĩa là tách ra đi và tách giáo hội, tức là có 500 vị tỳ kheo đi theo Đề Đạt Đa. Thì như vậy để chúng ta thấy rằng Đề Đạt Đa đó không phải là một cái người bình thường, là một vị vương tử, là một đại đệ tử của Đức Phật nữa chứ không, là một vị đệ tử lớn của Đức Phật, và có những cái phần chứng, cái thành quả, kể cả có những chứng những quả, nghĩa là từ sơ quả, nhị quả, tam quả, kiến được những thần thông. Cho nên vua A Xà Thế mới tin tưởng và đã quyết định hợp tác với Đề Bà Đạt Đa để thay đổi tăng đoàn thời Đức Phật. Thì khi mà Đề Bà Đạt Đa dẫn 500 vị A La Tỳ Kheo chứ không phải là A La Hán đi theo mình để qua một cái ngọn núi khác để thành lập một tăng đoàn, thì Đức Phật nói về đại kinh Thí Dụ Lưỡi Cây này. Thì trong nội dung của Đức Phật mới nói rằng là ở tại thành Vương Xá đó, lúc đó Đức Phật nói với các vị tỳ kheo là tại vì có một số vị tỳ kheo, tức là 500 vị đã bỏ tăng đoàn đi qua đi theo Đề Bà Đạt Đa, cho nên các vị khác rất là lấy làm nghĩa là ái ngại, lo âu, nghĩ rằng Đức Phật sẽ cảm thấy thế nào khi mà đệ tử mình đã nghĩa là thu phục 500 người tỳ kheo đi theo qua một ngọn núi khác. Thì lúc đó Đức Phật mới tại cái mình gọi là tại Vương Xá ở núi Kỳ Xà Quật, thì Đức Phật mới nói này các tỳ kheo, tỳ kheo là những người thiện nam tử phát tâm xuất gia. Nhưng mà khi những người xuất gia nó có năm hạng, năm thành phần của những người xuất gia. Bởi vì tất cả những vị mà được gọi là xuất gia này đó, là trước khi họ đi xuất gia họ phải có một cái nhận định như thế này, tức là ta bị chìm đắm trong sanh già bệnh chết, sầu bi khổ não đó, rồi bị chìm đắm trong các trạng thái khổ đau, bị chi phối bởi khổ đau. Tức là giống như mình nói rằng đã giác ngộ được lý tứ đế, tức là đã hiểu được khổ tập diệt đạo, cho nên vì vậy mà phát tâm xuất gia. Đó là những hạng tỳ kheo. Nhưng mà sau khi xuất gia đó thì từ một cái người bình thường đó, trở thành một cái người xuất gia, cạo tóc xuất gia rồi đó, thì cái vị tỳ kheo đó được vua quan, tức là trong đó có vua Xà Thế đó, vua quan và rất là nhiều những cái trưởng giả ủng hộ. Vì cái hình ảnh của cái người xuất gia trở thành một cái người tăng tướng đầy đủ những cái oai nghi, cho nên vì vậy mà được ủng hộ. Sau khi được ủng hộ, sau khi được nghĩa là tán dương, thì những cái vị tỳ kheo đó rơi vào con đường của nghĩa là danh vọng, lợi dưỡng, thành đạt. Cho nên nghĩa là quên đi hết cái mục tiêu phạm hạnh, tức là quên đi cái mục đích tại sao mình xuất gia. Chữ phạm hạnh là nói là những người xuất gia, mà ở đây muốn nói là vị này đã quên đi, tức là mục tiêu người xuất gia là thượng cầu hạ quá, tức là trên gì? Trên cầu thành Phật đạo, giác ngộ thành Phật đạo. Hạ quá tức là dưới, nghĩa là cứu độ cho chúng sanh, hay muốn nói một cách khác là phải đền ơn của Đàn Na Tín Chủ. Nhưng mà
Cái vị tỳ kheo này á, sau khi nghĩa là vào chùa tu rồi đó, thì được khởi lên những cái tà kiến, là vì mình được lợi dưỡng, mình được nghĩa là cúng dường cung kính. Cho nên vị đó nghĩa là dừng lại ở cái hình ảnh của một cái người xuất gia, giống như mình gọi là cái bằng núp bóng từ bi, tìm được cách sống thôi, tìm được những người mà Ấn Độ khi họ trở thành một người đệ tử xuất gia rồi đó thì họ được ở ngoài thì nghèo quá đi, các vị biết là những người ở Ấn Độ đó nhiều khi họ đi xin đó, mỗi ngày được có mấy mươi sen nè để sống một ngày. Bây giờ khi họ làm vị tỳ kheo rồi, đi tới đâu rồi là Phật tử cúng dường trai tăng, hết vua này mời vua kia mời, giống như đều Rạc Đa vậy. Khi xuất gia rồi là đã trở thành một vị lãnh đạo rồi, nghĩa là lôi kéo 500 vị tỳ kheo và được nghĩa là vua A Xà Thế ủng hộ và rất là nhiều những cái người trưởng giả trong thành ủng hộ. Thì Đức Phật nói rằng đó là hạng thứ nhất mà người đó đã quên đi cái mục tiêu tối thượng của phạm hạnh xuất gia là gì. Vì cái phần đầu tiên Đức Phật nói rằng cái người này khi người xuất gia đã bị chìm đắm trong sanh già đau khổ bệnh chết và chìm đắm trong tất cả các cái sự nghĩa là cái bằng bởi những nỗi khổ đau ở thế gian này, cho nên mới phát tâm xuất gia. Nhưng mà vì khi xuất gia rồi đó thì người này lại bị quên đi cái mục tiêu phạm hạnh của mình. Đó là hạng thứ nhất, giống như Đề Bà Đạt Đà. Vì muốn có quyền lực, muốn có danh vọng, trở thành lãnh đạo tăng đoàn, dẫn theo 500 người, mình nói mình nghe theo và được vua ủng hộ, được tất cả những người Phật tử ủng hộ đông đảo, tạo thành một thế lực. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói là người này dừng lại ở đây. Rồi bắt đầu Đức Phật mới nói qua cái phần kinh, ví dụ lưỡi cây này, Đức Phật phải so sánh 5 cái phần vậy mà chúng ta sẽ cắt ngắn lại, bởi vì nếu mà nói hết trong kinh này các vị biết nó rất là dài, rất là sâu, nhưng rất là hay, nhưng mà rất là dài. Vì phải lặp đi lặp lại để mình nhớ. Ở đây đó, chúng ta sẽ cắt ngắn, cho nên chúng ta thay vì kinh ví dụ lưỡi cây chúng ta nói rằng đi tìm lưỡi cây. Thì Đức Phật nói rằng cũng giống như một người đến trước một cái cây rất là lớn, công Phật mà phía sau của chúng ta đó là cái bằng 3-4 người ôm mới được, tức là đường kính nó tới 1 thước 2 lần. Để khắc nguyên mộng Phật vậy là cái đường kính của cây rất là lớn, mà cái cây các vị biết là đường kính tức là đường chiều ngang của cái cây đó là 1 thước 2, là cái chiều dòng mà nó tới 2 thước rưỡi gần 3 thước lần. Cây lớn vậy là 3-4 người ôm mới hết. Thì cái người đó đi đến đứng được một cái cây, dòm lên thấy cây nó quá là thạnh mậu, nó tươi mát xum xê, và ở ngoài nghĩa là vỏ cây nó sần sù, ở trong cái vỏ trong thì nó không biết sao, rồi tâu trong giá cây nữa, rồi trong lõi cây nữa. Nhưng mà người này quyết định là chặt hết những cái cành lá xum xê tươi mát đó, nghĩ rằng nhờ cái cành lá xum xê tươi mát này mà nhìn được cái cây và cái cây che mát cho mình, cho nên chặt lấy nhành lá mà không lấy vỏ ngoài, không lấy vỏ trong, không lấy giá cây và không lấy lõi cây. Thì Đức Phật nói là người này dừng lại ở chỗ đó. Người có trí nhìn thấy rằng đúng là người này không biết trúng cái mục tiêu của người đi tìm lõi cây. Giống như là không đi, giống như là bên kia là một vị tỳ kheo mà không đi đúng được mục tiêu của mình là con đường tìm phạm hạnh, mà chỉ nhìn cái hình thức bên ngoài thôi, tức là thấy cái lá rồi cây che thấu nó, trời cái cây này tốt quá, hàng lá nó che mát quá, cho nên bây giờ mình muốn che mát vậy mình phải chặt hết mấy cái lá này chứ không lấy những cái gì của cây. Đó là hạng thứ nhất. Hạng thứ hai là gì? Hạng thứ hai là cũng như vậy, về lõi cây đó, thì cái cây á, là cái người này á, đi tới nghĩa là nhìn thấy cái nhu cầu của mình á, là nhờ cái vỏ cây bên ngoài, mà thật ra cũng có những loại cây phải lấy vỏ được thôi. Các vị biết cái gì không? Ở cây quế đó, cho nên nếu mà các vị á, nếu mà đi tìm lõi cây mà đi lấy cây quế là coi như chịu thua thôi. Tại vì á, là ở ngoài quê có một cái vùng gọi là quế sơn, là mình nữa là cây quế đó các vị biết chỉ cần dạt một miếng nhỏ ăn là nó cay, nó còn tươi, nó ngon lắm. Còn nếu mà người ta muốn bán cho tiệm thuốc bắc thì phải đợi đi dạt những cái cây khô già rồi cạy những cái miếng vỏ rất lớn.
Tiếng Anh mình kêu bằng cinnamon, nó rất là cay, rất là thơm. Để bán có giá, và đó là một trong những hương liệu. Nhưng mà người này tới là chỉ dồn cái vỏ ngoài, lấy vỏ ngoài thôi. Không lấy lá cây, mà cũng không lấy vỏ trong, mà cũng không lấy cái giá cây. Thì cái người có trí đó là người này thật sự là đã đi sai mục đích rồi, không tìm được lõi cây, không lấy được lõi cây. Trong khi lõi cây mới là cái chất liệu quan trọng để tạo thành một cái nghệ thuật, hay là tạo thành một cái gì mà mình muốn. Thì hạng tỳ kheo thứ hai cũng giống như vậy. Sau khi xuất gia, người đó phấn đấu tinh cần tu tập mà không bị rơi vào con đường của khen tặng, lợi dưỡng, tán dương, cúng dường. Người đó nghĩa là cố gắng, nghĩa là thọ trì giới luật, gìn giữ giới luật, cho nên thành tựu được giới đức. Sau khi thành tựu được giới đức á, thì người này lại bắt đầu khởi lên tà kiến, tức là cho rằng nghĩa là mình là người tu hành chân chánh, giữ giới, bảo hộ giới, được gọi là giới luật nghiêm minh. Còn những người kia là những người không giữ giới, những người nghĩa là đi tu mà không biết giữ giới, cho nên nghĩa là sẽ nghĩa là phê phán những người được gọi là cái bằng buông lung và nhẹ nhàng với giới luật, và coi đó là giới là điềm động. Cho nên vị đó không thể thành đạt được những cái thù thắng, cái tri kiến tiếp theo của phạm hạnh, dừng lại chỗ đó thôi. Đó là nói vị tỳ kheo là chấp giới, giữ giới. Thì sư phụ các vị biết, ngày xưa ở bên Khất Sĩ có một cái vị đó là sư Giác Hưng Nghị, ổng giận mất rồi, ổng giữ giới ghê lắm, thậm chí nghĩa là ổng ngồi rồi đi đâu cũng phải xách theo thọ cụ, không bao giờ nghĩa là ngồi ra, rồi nghĩa là chỗ nào mà ấy rồi cũng phải rửa sạch sẽ rồi cũng mới ngồi, không có đụng tới bất cứ một ai đâu. Thì cái đó được gọi là chấp giới và thành tựu tri kiến, cho rằng như vậy mới là cao thượng và mới đúng pháp của Phật dạy. Còn những vị khác đều là phạm giới. Đó là hạng thứ hai. Và nếu nói theo cái kinh, cái mà mình gọi là cái gì, cái hình thức mà cho chúng ta thấy rằng là cái cây, cái hạng thứ hai là chỉ lấy được cái vỏ ngoài thôi, dừng lại ở đó, cho nên không đạt được mục tiêu. Bây giờ nghĩa là đó là nói tỳ kheo. Bây giờ mình trở lại với người cư sĩ Phật tử thì sao? Cũng vậy. Trong thời nay đó là có những người phát tâm quy y, đi đến chùa được một hai lần rồi cái này, mọi người kêu gọi quy y và thấy người ta là quy y có pháp danh, cho nên nói rằng đăng ký xin quy y. Các vị biết quy một lần rồi 10 năm sau không thấy mặt, chết luôn. Rồi có nhiều người quy xong rồi không thấy tới, tức là hữu danh mà vô vị. Đọc tên rồi hỏi có mặt đâu, không có. Hỏi sao vậy? Nó tại vì mất đi làm overtime, làm thêm không về, cho nên có tên mà không có mặt. Hữu danh vô vị, có người hữu vị mà vô danh. Có người ngồi đó nhưng mà đều nghĩa là không có tên trong bảng phong thần. Thì cái hạng Phật tử thứ nhất này đó được gọi là cái người đi tới cây, thấy cây, chặt cành lá mà không tìm được mục đích của lõi cây, không hiểu được và không tìm được cái thành tựu của một người Phật tử chân chánh. Tức là để quy y, để cho có pháp danh, rồi để cho biết rằng mình có đi chùa, có quy y thôi, nhưng mà thật sự không có, không có thọ trì giới pháp, không có được gì cả, dừng lại chừng đó thôi. Mỗi lần đi đâu là nói rằng tôi là Phật tử chùa này chùa kia, cũng mặc gì, cũng mặc áo tràng xám, cũng mặc áo dài trắng, cũng đeo chuỗi, cũng này kia rồi gọi là Phật tử, nhưng mà thật sự không có, không có hiểu được cái gì cả, và không có hiểu được cái mục tiêu của người Phật tử là gì. Bây giờ cái đó nhiều lắm. Không phải tại Sydney này mà tại trong 4 tiểu bang vậy đó, là quy y trên 1.500 người. Nhưng mà cuối cùng cái người để tìm được cái lõi cây của người Phật tử thì chẳng biết được mấy người, chẳng mấy được mấy người hết. Chúng ta bước qua cái bước thứ hai cũng vậy.
người Phật tử bắt đầu khi bắt đầu quy y rồi đó là có họ thọ trì năm hộp pháp, tức là năm giới. Nhưng rồi cái bắt đầu nghĩa là các bằng cố thủ vào những cái giới đó, và cố đua chen để thọ những cái giới khác, giống như là gì, là thập thiện, bát quan trai, hay là nghĩa là Bồ Tát giới, nhưng mà rồi không có giữ. Hay là khi giữ được những cái giới đó, thọ lên, tức là bước lên những cái bước thứ hai đó, không có lấy cành lá, không không có phải là vì hình thức mình là Phật tử không, mày phải nỗ lực tu, nghĩa là phải gìn giữ giới để cho biết rằng mình là người giữ giới rất là chân chánh. Nhưng mà khi đạt được những điều đó, thọ những giới từ bát quan trai giới, thập thiện giới cho đến Bồ Tát giới rồi, thì người đó mới nghĩa là lại khởi lên nghĩ rằng nghĩa là coi những người kia là cái bằng chưa có đạt, những người Phật tử khác bình thường là ôi mấy nhóm nhầm gì, tôi đã thọ tới Bồ Tát giới rồi. Thậm chí là nghĩa là có y có màu áo khác nữa, và có thời gian là Bồ Tát tụng giới riêng nữa, nhưng còn những người kia là cái đám nó thường thôi, Phật tử có tên thôi chứ còn không có thọ giới. Khởi lên tà kiến nói như vậy thì đó là bước thứ hai, là người Phật tử đó chỉ lấy được vỏ ngoài của cây rồi đi, cho rằng những người mà không có làm Phật tử mà không có gìn giữ giới là sai trái, là phi pháp. Và cuối cùng là cấm giới, giữ cấm giới một cách rất là cẩn thận. Thậm chí nghĩa là có nhiều người, nghĩa là những cái vị mà xuất gia ngày xưa đó, khi mà bắt đầu họ các vị biết mà họ thủ cấm giới rồi, nhất định nghĩa là cái bằng quá giờ ngọ là không được ăn chiều, rồi nhịn đói cho nên rồi đau bao tử. Rồi có những người nghĩa là vì nói rằng chiều không được ăn cho nên buổi trưa ráng ăn, thay vì ăn có một chén đủ rồi, làm cho một bát, một thời gian sau đau bao tử. Bởi vì phải làm sao mà để cho một bát này nó có thể tiêu được buổi chiều rồi qua buổi sáng hôm sau, chứ không thôi chịu không nổi. Cho nên chính vì vậy mà đưa đến cái bệnh hoạn khác. Giờ có nhiều người là thậm chí đến mức độ là gì, nói rằng là không, trong giới sa di đó là không được rớ đến tiền bạc vàng của quý được đất trước, thì thủ đến mức độ rằng là không đụng tới tất cả tiền bạc vàng, để xa là bỏ trong bao thơ, còn không cuối cùng là gì, không đụng trực tiếp thì bỏ trong bao thơ, rồi cuối cùng qua bên xứ này thì không đụng tới tiền bạc nhưng mà xài tới cạc. Credit card hoặc là cái bằng nghĩa là debit card đó. Thành ra như vậy có nghĩa là Đức Phật nói rằng những người này dừng lại ở chỗ đó, họ không hiểu được mục tiêu của phạm hạnh. Mục tiêu của phạm hạnh không phải là thành tựu giới như vậy. Giờ Đức Phật mới nói rằng có những người phạm hạnh, tức là những người vì đời sống khổ đau, vì nghĩa là sanh lão bệnh tử, phá tâm xuất gia. Hạng tỳ kheo thứ ba làm gì? Cao hơn vị này, nghĩa là đã thành tựu giới một cách tốt đẹp rồi, lại nỗ lực thiền định, ly tham viễn ly, vào trong rừng kiếm chỗ ngồi để thiền định tọa thiền. Và khi tọa thiền vậy rồi, vị đó đạt được những cái thiền chứng, được an tịnh, bắt đầu mới khởi lên, mới rằng nghĩa là mình là cái người tu hành có được thiền định, có sự sâu, có những pháp thiền, có chứng được những pháp thiền. Còn những người khác chỉ là cái bằng những vị tỳ kheo khác, chỉ là những người vị tỳ kheo giữ giới, đi khất thực, lãnh thức ăn mà không có sự thiền định và thiền chứng. Do khởi lên những cái nghĩa là tà kiến như vậy mà vị đó dừng lại ở chỗ đó mà không có tiến sâu hơn được trên con đường của phạm hạnh. Giống như cái hạng người thứ ba khi đi tìm loại cây, tới cây rồi đó, dồn lên trên cái cành lá, nói cành lá không có gì lợi ích cả, nó chỉ là cành lá thôi, không thèm. Rồi bây giờ cái vỏ này, cái vỏ ngoài ở ngoài này, tức là nó chịu mưa chịu nắng thôi, nó xù xì xấu xí không thèm. Bây giờ người đó cài ra lấy cái vỏ trong, lấy vỏ bên trong, lấy vỏ bên trong chứ chưa lấy được cái giác. Lấy được cái giác thì cũng tốt rồi, nấy mới lấy vỏ được vỏ bên trong thôi. Cũng giống như người Phật tử sau khi bắt đầu quy y, bắt đầu làm Phật tử và bắt đầu nghĩa là cái bằng thụ trì các giới và bảo vệ các giới, nhưng mà cũng không có nghĩa là phê phán người khác, vượt qua được cái đó, trở thành một người Phật tử trong sạch, nhưng mà lại bắt đầu học vào những con đường của thiền định, theo những pháp tu thiền định, mở những đạo tràng thiền định, từ nghĩa là thiền tứ niệm xứ cho tới thiền nghĩa là Vipassana, thiền canh ca ru, thiền gì, nghe chỗ nào có thiền là nhảo vô thiền. Rồi các vị biết rằng là thậm chí nhiều Phật tử nghe rằng những người Phật tử đó thiền còn hơn những người xuất gia nữa.
Cho nên là khi đạt được những cái trạng thái thiền đó thì người đó mới nghĩ rằng là mình mới là cái bằng làm Phật tử mà đã giữ giới, đã có pháp danh và còn đạt được những cái sự thành tựu của thiền nữa. Còn những người khác thì không có định. Những người nghĩa là cái bằng cà lơ sắc sơ tâm thần, sinh ra những tà kiến vậy. Cho nên người Phật tử dừng lại ở chỗ đó. Các vị biết là ngày xưa khi mà hay còn đi giảng ở Việt Nam vậy, trời có nhiều giảng đường, người ngồi giảng, nhiều Phật tử vô bắt đầu vô đó, thay vì đi vô ngồi nghe giảng không, vô đó ngồi thiền. Ngồi nghĩa là ngồi trước vậy, là ngồi nghĩa là thiền, ngồi đến nỗi giảng xong rồi đứng dậy ra vẫn ngồi thiền. Ôi trời, thiếu gì chỗ thiền? Thiếu gì chỗ mình thiền? Và chỗ nào mình ở nhà mình thiền cũng được, tại sao cái chỗ giảng đường ta đang ngồi nghe giảng, sách cặp theo, sách giấy theo ghi thì không có, vô đó ngồi thiền. Cho nên những cái người này được gọi là những người đã đến và lấy được cái vỏ trong của cây, dừng lại ở đó. Thấy rằng là mình nghĩa là đi theo những cái thiền đường, chỗ nào có thiền đường mở là mình phải ngồi, nghĩa là cái bằng những cái khóa nào nghĩa là cái bằng niệm Phật nhất tâm để mình vô đó mình ngồi để mình đạt được cái thiền định như vậy. Do vì dừng lại chỗ đó và khởi lên tà kiến, cho nên người đó không chấm dứt được khổ đau thực sự của con đường giải thoát phạm hạnh, mà người đó không tìm được lõi cây. Rồi bây giờ cái ngạn tỳ kheo thứ tư là người này sau khi đã vượt qua con đường của xuất gia rồi, tức là từ bỏ gia đình, từ không không gia đình rồi nghĩa là trở thành một người xuất gia chân chánh rồi, đã có giữ giới chân chánh rồi, đã có thiền định thành tựu được tuệ giác, thành tựu được rồi, bây giờ mới bắt đầu nghĩa là cái vòng qua giai đoạn thành tựu đó, vì nó đạt được tri kiến, đạt được tri kiến tức là có được một cái mình được gọi là thông tuệ, mở thông tuệ, có thể là cái bằng thuyết giảng, có thể nghĩa là cái bằng trình bày giáo lý, và có thể nghĩa là nghiền ngẫm giáo lý, thông kinh bát điển. Và khi thông kinh bát điển rồi đó, vị này lại nghĩa là khởi lên cái niệm nữa là cái bằng chê bai những vị tỳ kheo khác, cho rằng những vị khác tu là cái bằng những người khác giảng là cái bằng chỉ quảng cáo, bán thuốc sơn đông mãi vỏ thôi, không có học, không đi trúng kinh điển, nói sai lời Phật dạy và không có thực sự tu chứng. Cho nên vị đó dừng lại ở tri kiến nơi đó, dừng lại ở kiến thức những thành tựu sở học của mình, không đạt được mục đích của phạm hạnh và vẫn phải tồn tại trong sự khổ đau. Thì Đức Phật nói rằng cái hạng đó giống như cái người đi tìm lõi cây, sau khi bỏ đi tất cả những cái cành lá, sau khi bỏ đi giác ngoài, vỏ ngoài, sau khi bỏ đi vỏ trong, người đó lấy đồ giạt lấy cái giác trong, thịt trong, nói rằng nó được bảo vệ, được tốt đẹp, vậy là thịt này là nó tốt, cho nên lấy đi những cái phần thịt của cây, mình gọi là giác cây đó, đi về và coi như đó là được sự thành tựu. Nhưng mà người đó đã kiếm sai mục đích, sai mục đích của người đi tìm lõi cây. Người đi tìm lõi cây là phải lấy được cái cốt lõi bên trong, cho nên người này chỉ được chừng đó mà thôi. Vì vậy không có đạt được lợi ích và thực sự không phải là người thực sự đi tìm lõi cây. Ví dụ qua cho người Phật tử cũng vậy, sau khi học thiền, thành tựu những thiền rồi, thì vị này bắt đầu nghĩa là để gia tâm được nghiên cứu, đọc tất cả các kinh điển và trở thành một cái người gọi là học giả, kinh nào cũng thông cả, và viết ra nhiều quyển sách. Cho nên mỗi lần viết vậy là để tên mình vô, rồi bắt đầu nghĩa là đưa lên, nghĩa là nói rằng nghĩa là tôi đã viết hết sách này sách kia, nghĩa là in rồi tặng, rồi nghĩa là chê những người khác, kể cả những người xuất gia, mà không viết được một quyển sách nào cả. Tôi có cả một tủ sách đều là tôi soạn dịch, tôi soạn viết qua bằng kiến thức của mình, tức là thành tựu được, được gọi là cái bằng cái thông minh đó. Cái thông minh đó là nó là gì? Là nó gọi là intelligent, tức là mình gọi là một trong những cái sự thông minh. Giống như là bây giờ nó dùng từ tình báo của bên cái tiếng phương Tây vậy đó. Nó khác với một cái từ thứ hai, tuệ giác của Đạo Phật. Tuệ giác của Đạo Phật là gì? Nó gọi là wisdom, nó là trí tuệ. Trí tuệ là nó là một trong những cái sự thành tựu của sự thực chứng, thấy thực tướng các pháp thì được gọi là tuệ giác. Còn thông minh là người thông minh, là người thông minh có thể là học hỏi biết nhiều, nghe nhiều và tích lũy nhiều kinh nghiệm.
Cho nên người đó rất là thông minh. Thông minh thì nhiều lắm, nhưng mà trí tuệ thì hiếm hoi. Cho nên vì vậy đó, cái người Phật tử dừng lại ở chỗ này, người Phật tử dừng lại chỗ cái chỗ là do mình đọc nhiều kinh điển, quen biết nhiều thầy bạn và dự nhiều những cái lớp diễn giảng và những cái khóa tu, và mình nghĩ rằng đó là mình đã ở trong chùa mấy chục năm rồi, tôi đi chùa mấy chục năm, tôi học biết bao nhiêu kinh rồi, tôi từng nghe từng theo biết bao nhiêu thầy rồi, và coi thường những người khác, nghĩa là bằng những người mới đi vô trong chùa chẳng biết gì trơn, và coi như đó là cái bằng nữa là gọi là cái bằng ăn hột tương của chùa mà chưa hết hột tương của chùa nữa, cho nên không ra gì. Do khởi lên những tà kiến mà người Phật tử dừng lại chỗ đó và sẽ tiếp tục bị cái tri kiến, cái hiểu biết đó làm cho mình khổ đau mà không có kết quả. Vì sao vậy? Vì chưa tìm được thực sự lõi cây, hay nói một cách khác là chưa tìm được thực sự hương vị của người Phật tử thọ hưởng được từ pháp phần. Rồi Đức Phật mới nói rằng cái phần thứ năm là ai? Tức là những người phạm hạnh, những người xuất gia, những người đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình, viễn ly. Người đó thọ giới, giữ giới, hộ trì giới một cách chân chánh và có những nhiều thời gian thiền định, sống một cách thanh tịnh phạm hạnh, thậm chí đạt được tuệ giác, có được trí tuệ, có được tri kiến, nhưng mà vị đó không khen mình, không chê người, không phê phán người khác, không hơn thua, không tranh giành, và vị đó tiếp tục nỗ lực để cuối cùng đạt đến một cái quả vị vượt qua khỏi cái tứ thiền, vượt qua khỏi cái không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng xứ, phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ, vượt qua cả tứ thường thiền bát định, cuối cùng vị đó đạt được một quả vị. Quả vị gì? A-la-hán. A-la-hán nó cũng còn được gọi là vị đó đạt được nghĩa là tri kiến giải thoát. Và nếu nói theo trong cái bài kinh ví dụ lưỡi cây này đó, là vị đó đã đạt được cái phi thời gian giải thoát. Quả vị đó là như vậy. Và phi thời gian giải thoát cũng định nghĩa là như vậy, vị tỳ kheo này đã đạt được tâm giải thoát bất động, chính là mục đích của người xuất gia phạm hạnh. Cho nên bốn cái mà Đức Phật nói rằng như vậy này các tỳ kheo, phạm hạnh này không phải vì lợi ích lợi dưỡng danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thanh tịnh của thiền định, không phải vì lợi ích thành tựu của sự tri kiến thông minh, và cũng không phải của thành tựu những bốn cái trên, mà các tỳ kheo vị này phải đạt được sự lậu giải thoát, tận giải thoát, hay gọi là sự tâm giải thoát bất động, chính là mục đích của phạm hạnh, là lõi cây, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh giải thoát. Sau khi Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Cho bài kinh này Đức Phật nói dài quá mà rồi mình nói có chút xíu à. Tại vì sao vậy? Bây giờ người ta dùng từ là shortcut, tức là mình cắt ngắn. Cắt ngắn bởi vì không có đọc lại cho các vị nghe từng, trong bốn trang này nó sẽ có từng lời, từng đoạn. Nào ví dụ như là tuy tỳ kheo, ví như một người muốn được lõi cây, hay không? Rồi tìm cầu lõi cây, sau khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng thẳng, có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ cây, vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá, rồi lấy chúng mang đi, tưởng đó là lõi cây. Đó, một cái thí dụ vậy. Rồi một lát nữa cái thứ dự kế rồi vậy đó, ông thứ hai thì lấy bỏ cành lá rồi lấy vỏ ngoài, ông thứ ba là bỏ luôn vỏ ngoài lấy được vỏ trong, ông thứ tư là bỏ luôn vỏ trong lấy được giác cây, cuối cùng đó ông mà bỏ hết năm phần kia chỉ lấy được cái cốt lõi đỏ để tạc ông Phật, giữ gìn lâu dài, thì người đó mới thực sự là mục đích, mục tiêu của người tìm lõi cây đạt được. Cũng như vậy, làm người Phật tử làm thế nào mà đã quy y, đã có pháp danh, có thọ giới, có học thiền định, có thời gian nghĩa là nghiên cứu thiền định, an tịnh, thích đời sống thanh tịnh,
Rồi người đó nghĩa là cái bằng đạt được những tri kiến qua học kinh, nghe giảng, nhưng mà tất cả đều không có ảnh hưởng đến thái độ tri kiến người đó, không phê phán, không hơn thua, không tranh giành, không chia nhóm, không chia nghĩa là level, tôi cao hơn người kia, người nọ thấp hơn, và không thị phi, không nhân ngã. Và người đó đạt đến một mức độ là hưởng được hạnh phúc bởi sự thực tập, bởi sự nghĩa là tham chiếu, bởi sự nghiền ngẫm và đạt được sở đắc tâm linh, thì người đó được gọi là người Phật tử chân chánh. Người được gọi là từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sanh, hưởng được pháp phần cố danh Phật tử, được gọi là Phật tử. Không phải vì người đó giữ đủ năm giới, không phải vì người đó thọ bát quan trai giới, không phải vì người đó thọ thập thiện giới, không phải vì người đó đã từng thọ Bồ Tát giới. Đặc biệt người đó không bao giờ hơn thua, phê phán, chê trách hay là phân biệt, cũng giống như khởi lên tà kiến coi là người khác là người non kém, thua mình, và không phải là Phật tử. Không có phải là vỗ ngực xưng tay tôi mới là Phật tử. Tôi là Phật tử của chùa này chùa kia, đi đâu cũng vậy, cũng ngó lên không thôi. Và thậm chí có nhiều người nói là muốn được làm đệ tử những vị danh sư, để đi đâu nghĩa là vỗ ngực xưng tên đó, tôi là đệ tử của thầy đó. Nhưng tất cả những vị trí những người đó đều là gì? Đều là những người đi tìm lõi cây một cách không có chân chính, không đạt được mục tiêu của người đi tìm lõi cây. Mục tiêu của người Phật tử đi tìm được lõi cây, tức là tìm được sự hạnh phúc bằng con đường thực hành tuệ giác của đạo Phật, để thấy được giá trị mà Đức Phật đã giảng dạy, rồi tự mình thắp lên ngọn đèn, ngọn đuốc tâm đăng trong tâm của mình, mang lại hạnh phúc cho mình, cho những người chung quanh, gần nhất là cha mẹ vợ chồng con cái, rồi đến xã hội, rồi đến nhân loại và thế giới của môi trường chung quanh nữa. Những người đó được gọi là người tìm được lõi cây. Người Phật tử tìm được lõi cây. Không phải là đợi những vị xuất gia, những người tu ở trong chùa mới gọi là người truyền đạo, truyền giáo, mà chính những người Phật tử sử dụng lời Phật dạy, sử dụng ý niệm những gì mình học được trong kinh, và thậm chí tu tập để đạt được sự tĩnh lặng, đạt được sự nghĩa là kiểm soát trong tất cả các hành vi, lời nói và suy nghĩ, để mang lại hạnh phúc cho mình từ thân khẩu ý, người đó mới gọi là người Phật tử tìm được mục đích của loại cây. Cũng như vậy, những người xuất gia không phải từ bỏ nhà mình làm vị xuất gia, ở trong chùa là trở thành người xuất gia, mà cảm thấy là mình nghĩa là khác hơn với người khác, gọi là thân hình dị tục, tức là khác với người thế gian. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người đó đã cạo tóc, cạo râu, hay là mái tóc xanh của mình ngày xưa đã bỏ xuống rồi, từ bỏ gia đình để mình trở thành người xuất gia, thì lúc đó mình coi là mình hơn Phật tử và khác với Phật tử, là người đó chỉ là người đi tìm lõi cây mà lại chặt lấy cành lá mà thôi. Mà các vị biết là thế giới người xuất gia ngày nay thì cái hạng thứ nhất nhiều hơn gấp trăm ngàn lần của hạng cuối cùng, được gọi là thành đạt được phạm hạnh chân chánh. Vì sao vậy? Nhất là khi qua thế giới phương Tây này, các vị biết không? Người xuất gia nghĩa là cái bằng dễ lắm. Hãy vô trong chùa ở đã là vừa làm sư cô, vừa làm sư bà, vừa làm bà nội, vừa làm bà ngoại, vừa làm cái gì cũng có hết trơn. Đó. Rồi nghĩa là cái là một ông thầy mà xuất gia mà qua đây rồi, nghĩa là hay nếu mà được thành trụ trì rồi đó, thì bắt đầu cái là cái bằng trở thành, nghĩa là nếu mà có đi học đi giảng này kia chúng ta nữa, là trở thành một cái vị, nghĩa là được đưa lên rồi, nghĩa là có một vai trò, một vị trí, một danh phận, thì tự nhiên thấy mình khác hẳn người khác. Trong khi đó nếu mà cách đây chừng một thời gian khi mình chưa xuất gia là mình đi về quê, thì nói ơi cái thằng đó nó kéo xe lôi, nó chạy xe lôi. Các vị biết ở Việt Nam ngày xưa đó là
Có một cái vị nghĩa là bây giờ xuất gia rồi cũng đi đi lên, rồi cũng học trên trường, rồi cũng đi học trường giảng sư này kia rồi. Trời đi đâu cũng vậy, rồi Phật tử nghĩa là cùng nhau, nghĩa là hùng nhau, nghĩa là mua một chiếc xe du lịch để nghĩa là đi chở đi này kia, rồi đi nghĩa là có xe riêng, có thất riêng. Nhưng mà các vị biết lúc trước làm gì không? Đưa đò. Đó. Mỗi lần mà nghĩa là mà thầy đi qua sông thì cái người đó còn chưa xuất gia thì đưa đò. Còn bây giờ là trời ơi, có một cái thất riêng, có một xe riêng, rồi có nghĩa là cái bằng nghĩa là mỗi lần rồi tạo nghĩa là những cái lớp giảng rồi cúng rồi cúng trai tăng đồ nữa. Rồi cầm micro trở thành nghĩa là sứ ngôn viên ngon lành. Đó chỉ là những người đi tìm được gì cành lá của cây mà không hiểu được mục tiêu của phẩm hạnh và không dừng lại ở tất cả các tà kiến tham ái, cho nên người đó sẽ bị khổ đau. Mà không phải bây giờ. Đặc biệt chúng ta muốn nói là bài kinh này là trước đây 2500 năm, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã nói bài kinh này nhằm trong thời gian đó, tức là Đề Bà Đạt Đa. Tức là ngay thời đó còn Phật, tức là còn một vị đạo sư, còn một vị lãnh đạo như vậy, mà Đề Bà Đạt Đa đã hướng dẫn gì? Hướng dẫn 500 vị tỳ kheo, tức là những người đã xuất gia theo Phật, giống mình gọi là cái bằng phản thầy. Phản thầy xong rồi bắt đầu nghĩa là lành thành lập một cái tổ chức khác. Và khi thành lập một tổ chức khác rồi đó là Đề Bà Đạt Đa muốn đến để đề nghị với Phật là hãy giao cái quyền lãnh đạo tăng đoàn lại cho Đề Bà Đạt Đa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Ngài đã già yếu rồi. Ngài đã già yếu rồi. Thì Đức Phật muốn nói bài kinh này, bài kinh đi tìm nỗi cây này. Mục tiêu của người phạm hạnh là mới bắt đầu khởi tâm xuất gia là rất là cao quý, là cắt ái, là ly gia, là thượng cầu, là hạ quá, là đền ơn chúng sanh, đền ơn Tam Bảo. Nhưng mà khi bắt đầu chúng ta đã trở thành người xuất gia, chúng ta lại quên hết cái hoài bão ban đầu. Chúng ta quên hết cái mục tiêu ban đầu, do vậy chúng ta sẽ dừng lại ở một chỗ nào đó, dừng lại ở những cành lá, dừng lại ở vỏ ngoài, dừng lại ở vỏ trong, dừng lại cái giá cây, chúng ta đều phải bị khổ đau. Cho dù chúng ta có thành tựu được là một người giữ giới trong sạch, thành tựu được một người tu thiền, tới thậm chí nghĩa là ngồi từ sáng tới chiều, không có đau chân, người thẳng lưng, trở một thành một thiền sư, thì vẫn bị khổ đau. Đạt được tri kiến thông tuệ vẫn bị khổ đau, cho đến khi nào người đó đạt được tri kiến, giải thoát khỏi cái tri kiến đó luôn, được gọi là vượt qua khỏi tứ thiền và tứ định. Nói một cách khác, mỗi lần mà sáng mà khi nào các Phật tử tụng kinh, hay là buổi tối mà sám hối, mỗi lần các vị tụng kinh, các vị nghe một cái bài dân hương, giới hương, định hương, tuệ hương, ba cái này là chúng ta làm hương, nhưng mà nó vẫn là, vẫn là gì? Vẫn là rất là hữu hạn. Phải làm thế nào được đạt được cái giải thoát và giải thoát trí? Tri kiến đó mới là vấn đề. Tri kiến tức là sự thấy biết, mình được gọi là thông minh đó, là cái hiểu biết của mình đó, là thông minh đó, là tài trí đó. Mà làm sao mà giải thoát được cái đó, không bị vướng bận vào cái đó, đạt được tự tại, cái cuối cùng đó mới gọi là thành tựu được lõi cây phẩm hạnh. Nói theo ngôn ngữ mà Đức Phật nói trong bài kinh này là người đó đã gì? Đã thành tựu A-la-hán. Bởi vì vượt qua con đường của gì? Của tứ định. Tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, rồi tới tứ thiền. Rồi cuối cùng đó là vượt qua mà cả bằng tứ không, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, đạt vượt qua khỏi phi phi tưởng xứ. Thì cuối cùng đạt được con đường đó, gọi là con đường của A-la-hán quả, hay còn được gọi là cái bằng giải thoát. Cho nên đây chúng ta hôm nay chúng ta nói cái bài kinh này, nó có nhiều cái yếu tố để mình suy nghĩ. Cái thời đại hiện nay cũng vậy á, là người nào ai sẽ là đi tìm lõi cây?
Bởi vì mình không đi tìm được con người của chính mình nữa. Và vấn đề chính cốt lõi của Phật giáo hay cốt lõi của Đạo Phật là phải đạt được cái tuệ giác, cái trí tuệ viên mãn, mà không vướng vào tất cả những cái hình thức hoặc những cái mô hình mà mình cho rằng chân chánh. Cho nên cho dù đó là kinh, cho dù đó là lời nói của một cái vị gọi là cái bằng thánh nhân đi nữa, thì Đức Phật nó cũng đừng có vội tin, mà cũng đừng có vội bỏ. Các vị phải suy nghĩ, phải suy gẫm. Suy nghĩ, suy gẫm và thực tập để đạt được cái hạnh phúc, đạt được cái sự cao thượng của sự giải thoát. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu được cái lời Phật dạy. Cái vấn đề của Đức Phật nói rất là quan trọng ở đây. Ngày nay cái người Phật tử chúng ta hay những người xuất gia chúng ta rơi vào điều gì? Có ba cái hình thức Phật giáo bây giờ đang xuất hiện, hay là Đạo Phật đang xuất hiện. Đó là Đạo Phật của tín ngưỡng. Tín ngưỡng là gì? Là niềm tin, là ngưỡng vọng. Cho nên nhu cầu của những người Phật tử ngày nay đến với Đạo Phật, đến với chùa, đến với tăng, đến với ni nhằm làm để làm gì? Để cầu cạnh, để van xin, để mong được sự che chở, để mong được sự chia sẻ, và để cầu được một sự an ổn, được bình an nào đó trong vai trò của con người. Điều gọi là tín ngưỡng. Như vậy cái phần mà Phật giáo tín ngưỡng nó có cần thiết không? Phật giáo tín ngưỡng còn được gọi là tất cả những cành lá của cây. Cho nên bây giờ những cành lá của cây, khi chúng ta có được cái Phật giáo tín ngưỡng này rồi đó, thì chúng ta thấy rằng không thể bỏ Phật giáo tín ngưỡng được. Cho nên nhiều khi chúng ta cần phải có lý do để cho những người Phật tử đến với chùa. Phải mình có chuyện khổ mình mới đến chùa phải không? Có chuyện khổ mới tìm đến đạo chứ. Có chuyện khổ mới tìm đến thầy chứ. Cho nên rõ ràng đây là phương tiện. Nhưng mà làm thế nào để đừng có dừng lại chỗ này? Vô đây rồi là thấy vậy là đủ rồi. Nghĩa là chỉ cần có cái chùa để đi, có cái chỗ ông Phật để lại, có bài kinh để đọc và thuộc được một hai bài kinh, là coi như tôi đã trở thành một Phật tử. Tôi đã trở thành một người xuất gia. Khi được vào trong chùa rồi trở thành một cái người xuất gia, hay là gọi là cạo đầu, mặc đồ vàng là người xuất gia là đủ rồi. Nó không phải như vậy. Bởi vì nếu chúng ta chỉ dừng lại những chỗ gọi là Phật giáo tín ngưỡng này, chúng ta sẽ khổ đau và vô tình chúng ta bỏ mất đi một cái viên giá, cái viên ngọc quý vô giá của chính bản thân chúng ta, hay của Đạo Phật, hay của Đức Phật đã truyền đạt lại cho chúng ta. Thay vì mình đi đến một cái đảo châu báu, đảo châu báu đó là cái bằng là trân châu mã não kim cương, nó quý giá cái nào. Nhưng mà mình tới đó là mục đích là tới được đảo rồi là biết là không, đi tìm rồi có trái cây hay có gì để ăn không đó. Mua được bao nhiêu trái cây, hoặc rinh được vài cái gì đó, hoặc thấy được cái gì đẹp đẹp đó, rồi ôm nghĩa là nhét đầy đi về. Trong khi đó đảo đó là nó là cái bằng châu báu, là ngọc, là cái bằng là kim cương, lại không lấy. Cho nên cái mục tiêu của chúng ta đến với tôn giáo, đến với Đạo Phật là để chúng ta có đạt được một sự nghĩa là giác ngộ, một sự tỉnh thức, và cuối cùng để mình tự bình an trong đời sống của mình và những người thân yêu của mình. Thì mình đến để gì vậy? Để vì một mục tiêu nào đó, đến là vì cái chùa đó lớn, đến vì chùa đó đẹp, đến vì chỗ nó là minh quang, là chỗ làm bánh mì ngon hạng nhất. Ôi trời ơi, là chúng ta lấy những cái cành lá ở trên cái đảo báo. Chúng ta đã sai lầm là chúng ta đã chọn được cái chỗ là gọi là gì? Gọi là Phật giáo tín ngưỡng. Có nhiều người nói tôi thích đi cái chùa Minh Quang, tại sao vậy? Quan Âm nó linh ghê lắm. Nhiều khi tôi chụp hình thấy ở phía sau có Bồ Tát, hai ba Bồ Tát Di Lặc rồi xuất hiện ở sau.
Mà Bồ Tát Quan Âm trước này linh lắm thiệt, linh thiệt. Tại sao vậy? Tại vì nhờ Bồ Tát linh vậy mà trái cây nhiều lắm, bông hoa nhiều lắm. Bồ Tát không linh thì không có trái cây, không có bông hoa, buồn quá, phải không? Vậy là Bồ Tát linh phải không? Đó là Phật giáo tín ngưỡng. Chúng ta không phải bỏ đi Phật giáo tín ngưỡng, chúng ta không phải bỏ đi lý do là phải cúng, phải cầu siêu, cầu an. Chúng ta không bỏ đi những điều đó, nhưng chúng ta đừng có gì dừng lại chỗ đó. Giống như Đức Phật nói rằng, nếu mà mình thành tựu được giới đức rồi, một vị tỳ kheo thành tựu giới đức rồi, bỏ qua được cành lá rồi, thành tựu giới đức, giữ giới một cách trong sạch rồi, mời lại phê phán người khác, cho rằng người ta là không giữ giữ giới, mình cao hơn người khác, ngay lúc đó chúng ta dừng lại và chúng ta sẽ rơi vào con đường khổ đau. Giống như là cái bằng nhà nó cháy quá, nó cháy hừng hực, nóng quá chịu không nổi, nhảy ra, nhảy xuống hồ cho nó mát, trong khi không biết bơi. Nhảy xuống hồ có chết không? Đi luôn. Thì đó là lý do mà Đức Phật nói bài kinh Lợi Cây này. Nếu chúng ta chỉ dừng lại bất cứ một giai đoạn nào mà không trúng, không đạt được mục đích của phạm hạnh, tức là không tìm đạt được mục đích của tìm lõi cây, thì chúng ta đánh mất hết giá trị trong thời gian chúng ta tìm kiếm. Đây là vấn đề cốt lõi mà chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên ngày nay chúng ta có bước thứ nhất là Phật giáo gì? Phật giáo tín ngưỡng. Đừng dừng lại Phật giáo tín ngưỡng. Ngày hiện tại là chúng ta đã là Phật tử, chúng ta đã quy y, chúng ta đã thọ giới, chúng ta đã từng dự khóa tu, chúng ta từng tọa thiền, chúng ta từng nghe kinh, chúng ta từng là cái bằng dự những cái khóa là cái bằng tu tịnh nghiệp bát quan, cái gì cũng có cả. Nhưng mà đừng bao giờ dừng lại ở một chỗ nào đó, suy nghĩ rằng đã chừng đó là đủ rồi, tức là làm đủ rồi. Khởi lên những tà kiến bắt buộc sẽ đưa đến con đường khổ đau cho mình. Kể cả những ngôi chùa cũng vậy. Nếu chùa là cái vấn đề là an ủi, vấn đề giúp đỡ cho Phật tử lúc sanh cũng như lúc tử, gia đình có ai mất, có gì cầu cầu nguyện phải đến nhờ thầy. Mặc dù không phải là thầy ổng thể tụng kinh rồi rằng cái người, cái vong linh đó sẽ được giảng thánh tịnh độ. Nếu người ta hỏi thầy rằng thầy đã tụng kinh mà người đó nghĩa là vong linh đó có về tịnh độ được không, thì thầy sẽ nói một câu rằng xưa rồi diễm. Diễm xưa chứ không phải là ngày nay. Vì sao vậy? Là vì trên thực tế là không có một bài kinh nào có khả năng đưa một người từ ở thế gian khổ đau, tâm tư khổ đau chìm đắm này mà về được tịnh độ. Vai trò ở đây tức là nguyên nhân có những bài kinh đó, có những lời khuyên đó là để giúp cho người sống còn được an ủi, được an tâm. Và kể cả nếu linh thức người đó còn thì người đó cũng biết quay về con đường của thiện. Được gọi là giống như là tiếng chuông vậy, đánh cái bon thì người đó tỉnh. Nhưng mà hỏi là người đó tỉnh rồi có đi hay là không là một chuyện khác nữa. Cho nên họ nghe tụng kinh là họ biết rằng tụng kinh mục đích này là muốn cho họ giác ngộ. Nhưng mà rồi bây giờ họ có giác hay là không là một chuyện của vong linh người này có đủ sức giác ngộ hay không. Họ phải tạo được bao nhiêu thiện căn phước đức nhân duyên nhất tâm bất loạn, và thậm chí rằng là tạo tất cả các đại công đức mới có khả năng. Hay nói một cách khác là nếu mình muốn thành Phật thì mình phải có tu. Mặc dù trong mỗi cá nhân, mỗi một vong linh nó đều có Phật tánh, nhưng mà để được trở thành Phật thì bản thân cái người Phật tánh đó, bản thân vong linh đó phải có một cái thời gian nỗ lực tu tập vô lượng kiếp sinh tử để mới có thể tìm thấy được Phật tánh, hay được gọi là sống trong sự tri kiến Phật của mình. Không phải qua một bài kinh, không phải qua một lời cầu nguyện mà người đó có thể được vãng sinh. Nhưng mà rõ ràng rằng qua một thời kinh thì những người thân nhân, những người vì thương yêu, vì muốn giúp cho thân nhân của mình đó được an lòng và cảm thấy rằng coi như đó là một lời ước nguyện, một sự mong ước. Cho nên Phật giáo tín ngưỡng rất là cần thiết và phải có, nhưng mà không dừng lại ở đó.
Phương tiện là phải có, nhưng mà đừng giữ vào phương tiện đó coi như trở thành cuộc sống. Nếu mà bây giờ một cái người xuất gia mà chỉ vì nghĩa là cuộc sống mình là chỉ vì nghĩa là lo việc nghĩa là đám ma rồi đám cưới rồi đám hỏi, hoặc là kêu bằng cúng hết cúng này tới cúng kia, thì rõ ràng là đã sai đi mục đích của phạm hạnh. Tức là chúng ta dừng lại ở chỗ cành lá, chúng ta dừng lại ở vỏ ngoài, chúng ta dừng lại ở vỏ trong, thậm chí chúng ta dừng lại trong giác cây. Đức Phật nói đều không có đạt được mục đích của phạm hạnh. Không đạt được cái chỗ mà mình nói nghĩa là cái bằng giải thoát bất động, hay gọi là tri kiến bất động. Không đạt được. Và như vậy mình vẫn phải còn khổ đau dài dài. Người Phật tử cũng vậy. Chúng ta không dừng lại ở chỗ đạo Phật, tín ngưỡng cái mà chúng ta đang theo, mà chúng ta phải có nỗ lực học hỏi tu tập để chúng ta có thể tìm đạt được sự bình yên của vai trò của người Phật tử, và đem cái sự bình yên, đem cái sự tự tại, và đem cái tính chất giác ngộ của đạo Phật này lan truyền đến những người thân yêu của chúng ta, làm cho Phật chất nó được nghĩa là lan tỏa một cách bình đẳng. Thì như vậy chúng ta mới hiểu được giá trị của người tìm được lõi cây. Những người xuất gia cũng như vậy, không chỉ tạo lập một ngôi chùa, không phải qua những bài giảng, không phải qua những cái khóa tu thiền định thành tựu thành công lớn, mà người đó dừng lại ở chỗ thỏa mãn và nghĩ rằng đó là mình đã đạt được kết quả, sẽ khổ đau. Đây là cái lời mà Đức Phật đã nhắc nhủ, bởi vì Đức Phật nói rằng ngay cả thời đại của Ngài Đề Bà Đạt Đa là anh em thân thuộc với Ngài khi còn ở thế gian, bà con ruột thịt với Ngài khi còn ở thế gian, khi xuất gia thành một đệ tử lãnh đạo cả 500 người rời bỏ tăng đoàn, thì người đó cũng không đạt được mục đích của phạm hạnh. So sánh như vậy để cho các Phật tử chúng ta suy nghĩ rằng thời Phật còn như vậy mà. Và các người biết là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, 3 tháng sau Đại hội Kiết Tập Kinh Điển là đã có những vấn đề rất là phức tạp trong đó rồi. Sẽ tìm ai là người có thể nghĩa là cái bằng nói hết lại những lời Phật dạy được gọi là kinh, và phải nói chính xác, và làm thế nào lời nói đó sau này bị không bị người đời lẫn lộn và phê phán cho rằng không an toàn, không đúng sự thật. Cho nên Ngài A Nan là thị giả, là em bà con của Đức Phật, nhưng mà suốt một thời gian theo Đức Phật mấy mươi năm làm thị giả với một tuệ giác rất là cao, tức là đã thành tựu được cái phần thứ 3, tức là đã lấy được cái phần gọi là giác cây rồi, nhưng mà không có tìm được loại cây. Cho nên ngày sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi, Ngài A Nan vẫn chưa chứng được A La Hán, cho nên không được phép tham dự Đại hội Kiết Tập Kinh Điển lần thứ nhất. Cho nên Ngài A Nan rất là buồn, nghĩ rằng mình là thị giả, gọi là Phật Pháp như đại hải lưu nhập A Nan tâm, tức là Đức Phật thuyết Pháp mấy mươi năm mà A Nan có một khả năng nhớ đến mức độ rằng nghĩa là trùng tiên nói hết lại hết kinh này kinh kia. Các vị biết là bao nhiêu không? Nói rằng nghĩa là Đức Phật đã nói tới 84.000 bài kinh, mà cuối cùng hiện tại mà chúng ta còn lại đại tập kinh điển đó, hiện tại mà tất cả đại tạng của chúng ta có mà thuộc về kinh đó, lời của Phật nói trong kinh Từ Tạng Pali và Tạng Sanri, chúng ta chỉ còn lại có 38.000 bài kinh thôi. Mà 38.000 bài kinh, các vị cứ tưởng tượng rằng chưa có một vị giáo chủ, chưa có một vị nào để lại một cái tài sản mà cái bằng nói tới 38.000 bài kinh cả. Nếu mà kiết tập đủ phải 84.000 bài kinh,
Khi ngài A Nan nói ra, tức là đã có tới 84.000 bài kinh, mà đi qua 2.600 năm rồi, bây giờ chúng ta còn lại 38.000 bài kinh. Vậy bây giờ các Phật tử đã thuộc được bao nhiêu bài? Các Phật tử đã nhớ được bao nhiêu bài? Các vị nhớ rằng ngài A Nan nói 84.000 bài kinh mà ngài chỉ mới sờ tới được cái chỗ gọi là gì? Giác cây mà thôi. Vì sao vậy? Không chứng được A-la-hán. Và Đức Phật nói rằng chưa đạt được sự thành tựu của phạm hạnh, tức là giải thoát bất động. Cho nên ngài A Nan buồn quá, ra mới bắt đầu nghĩa là ngồi suy nghĩ xong, ngồi làm thiền chứng xong rồi. Trong đêm đó nghĩa là chứng được, nghĩa là cái bằng chứng, nghĩa là vượt qua, nghĩa là tam minh lục thông, nghĩa là chứng luôn cả vượt qua tứ thiền, lượt tứ định, cuối cùng thành tựu A-la-hán, mới được vào trong đại hội kiết tập lần thứ nhất với 500 vị A-la-hán do ngài Maha-ca-diếp làm chủ tọa. Chúng ta nêu lên điều đó để chúng ta thấy rằng là đến với ngày nay rồi đó, thì cái người đi tìm lõi cây rất là nhiều, nhưng mà tội nghiệp lắm, giống như là cái bằng thấy được cái cây lá xum xê vậy là cứ ôm lá mà đi về là đủ rồi đó. Cũng như vậy đó, tức là cái bằng làm Phật tử thì đông lắm, quy y nghĩa là cái bằng đặt pháp danh, nghĩa là đi cúng chùa này kia rồi lại lượt, rồi nghĩa là mặc áo tràng, mặc mang chuỗi đồ, nghĩa là đi đâu cũng nghĩa là vuốt tóc vuốt tay vỗ ngực xưng tên, nhưng mà đều là ôm lá cây hết. Đừng nói về tới vỏ ngoài, vỏ đông, đừng nói tới giác cây. Cho nên từ cái chỗ Phật giáo tín ngưỡng đó, chúng ta bước qua cái bước thứ hai là các vị biết là cái Phật giáo bây giờ gọi là bằng Phật giáo môn phái, Phật giáo nghĩa là cái bằng là những người xuất gia đó, thì bắt đầu thay vì nghĩa là đi theo con đường để tìm được sự thành tựu giá trị của phạm hạnh, thì bây giờ những người này lại, những người xuất gia lại tìm được gì? Chúng ta là phải nghĩa là đi qua ôm là những nghĩa là cái bằng tổ sư, rồi bộ môn này bộ môn kia, rồi thiền sư này thiền sư nọ, tức là chúng ta nghĩa là kể cả chúng ta nghĩa là ôm vào một vai trò của một thiền sư để một thiền sư đó gọi là chứng được đạo, ngộ được thiền à. Và người thời nay đó lại nghĩa là thích đi theo những cái bộ môn, tức là những cái môn thiền, những môn này kia, chứng được thiền, ngộ được tự tánh, nghĩ rằng như vậy. Và tuyên bố rằng ngộ được tự tánh, chứng được thiền, tức là thành Phật. Nhưng mà đó là điều rất là sai, sai lầm, cách biệt với cái lời của Phật dạy. Phật nói rằng là ngay cả vị đó đạt được thiền chứng và đạt được tuệ giác tri kiến vẫn chưa được mục đích của phạm hạnh. Mà ngày nay thì chúng ta rất là đa phần là chúng ta phải đi theo gì? Đi theo Phật giáo, ngoại trừ Phật giáo tín ngưỡng là Phật tử không kể rồi, thì bước thứ hai là những người xuất gia là đi theo Phật giáo của pháp môn đó. Trong pháp môn đó, nó có nghĩa là thầy, nó có tổ, nó có nghĩa là cái bằng thiền sư, rồi nó có giáo hội à. Cho nên bảo vệ giáo hội này, bảo vệ giáo hội kia, theo giáo hội này, theo giáo hội kia, theo thiền sư này, theo nghĩa là cái bằng luật sư nọ, theo tông này và theo tông khác. Nhưng mà đừng có bị xe tông rồi. Các vị thấy không? Có một cái tông là đừng có ai muốn, không có muốn xe tông. Biết cái gì cũng nên biết, nhưng mà quan trọng nhất là biết gì? Phải biết điều. Biết cái gì cũng không bằng phải biết điều. Thì chúng ta suy nghĩ lại lời của Phật nói, ngày xưa thời Phật đã như vậy, sau khi Phật nhập Niết Bàn có 3 tháng là đã một vấn đề rồi. Và các vị biết là kỳ thiết tập kinh điển lần thứ 2 đã chia thành 20 bộ phái. Ngay lúc đó là nó đã có xuất hiện Phật giáo bộ phái rồi. Huống hồ gì đến ngày nay. Cho nên tìm được một cái loại cây thật là đỏ, thật là tốt để điêu khắc một cái vị Phật, điêu khắc một vị Bồ Tát có thể tồn tại 2-3 ngàn năm trong cuộc đời này
Người đó mới gọi là đi tìm đúng loại cây. Còn nếu không mà chúng ta chỉ thấy giống như là cây bằng gỗ sơn ngoài thôi, đánh bóng thôi. Các vị biết là cái bằng, nhất là ở Việt Nam mình mà làm là các cái tượng mà có bằng sơn màu này màu kia, là đánh thạch cao lên, là đem lấy đồ trà bóng này kia rồi thổi lên rồi. Mà thời gian này xuống màu, lỡ bể hết, hư hết. Vì sao vậy? Vì nó không có thật, nó không phải là lõi cây. Thì kể cả những người xuất gia cũng vậy. Nếu mà chúng ta không có phải vì Phật tử là Phật giáo phương tiện để gìn giữ cái nồi cơm cuộc sống sinh hoạt, chúng ta đừng dừng lại chỗ đó. Đừng vì những cái gọi là thành tựu vật chất và sự nghiệp của tín ngưỡng mà dừng lại chỗ đó. Hãy hướng dẫn cho những người Phật tử, hãy hướng dẫn người xuất gia đi bước qua những cái con đường khác để tìm được mục đích của lõi cây, hay là thành tựu sự phạm hạnh giải thoát tự tại của chính mình. Chắc chắn ngày nay tìm được một vị gọi là thành tựu phạm hạnh, hay gọi là giải thoát bất động, tìm ở đâu? Các vị thấy rằng có thể tìm có không? Nhưng mà khổ nỗi là tìm không có mà vẫn phải tìm. Tìm không có mà vẫn phải tìm. Cũng như giống như mình, có lúc mình không nhớ được mình là ai. Tôi là ai? Không nhớ, không biết. Cho nên kỳ rồi, khi mà đi, các vị đọc trong email xong rồi, khi mà sư phụ đi giảng ở bên Tây Úc vậy, nó kể câu chuyện mà nói rằng có ông kia, nghĩa là người ở Việt Nam mình với nhiều người, đi đâu vỗ ngực lên, biết tôi là ai không? Cuối cùng phải là gì? Phải gọi điện thoại lên trên đài, phải nhờ kiếm, vì ông này tự, ông không biết ông là ai, lạc đường rồi. Tìm trẻ lạc, mà không phải tìm trẻ nữa, đi tìm nghĩa là bị bệnh Alzheimer rồi, không còn nhớ mình lại. Huống hồ giờ tìm được cái mà gọi là cái bằng Phật tánh chân thật của mình, và chúng ta phải chạy theo toàn là cái bằng sắc tướng là âm thinh cả, tương thế là ảo ảnh bên ngoài cả, và ôm hết những cái ảo ảnh đó là coi như đó là một sự hạnh phúc, đó là thành tựu của mình. Sướng quá trời đi. Tại sao vậy? Ôm được gót chân của Phật, ôm được những cái gì mà được gọi là cái bằng danh tăng, được đảnh lễ, được chụp hình, được này kia, ôi trời ơi, toàn là gì? Lá cây cả. Không để một tuần lễ sau nó khô rụng xuống hết trơn, còn trơ cành xấu xí. Mình cũng vậy. Hồi xưa nghĩa là cái bằng nghĩa là mặt qua da phấn, bây giờ má hóp rồi, răng toàn là phải nhét đồ rồi giả không thôi, không dám cười. Thế nó không hề trụ truyện vậy. Nó nói sao mà cứ mang cái khẩu trang hoài vậy? Ông nói không phải mang khẩu trang là vì chống Covid, mà vì không có răng. Đó. Không có răng cho nên che khẩu trang cũng đỡ. Và nếu nhờ không có răng, hay là nếu mình che khẩu trang cũng che đi những cái gì, những cái nếp nhăn của mình. Chúng ta sống những cái ảo tưởng như vậy, mệt mỏi. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói rằng trong bài kinh, nghĩa là đại kinh đi thí dụ lõi cây, hay là tiểu kinh ví dụ lõi cây thứ 30 của Trung Bộ Kinh đó, mà hôm nay chúng ta muốn nói là đi tìm lõi cây, đó là mục đích của những người con Phật chúng ta, dù xuất gia tại gia. Hãy xác định được mục tiêu của mình rồi hãy đi tìm, và biết rằng mình đang đi tìm, chứ đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã được. Đừng bao giờ biết rằng mình đã được mà mình còn đang đi tìm. Đây là cái mà chúng ta nên suy nghĩ. Và nhân mùa Phật đản đã vừa qua, chúng ta nhắc lại điều đó. Mục tiêu của đạo Phật là tuệ giác, mà tuệ giác đây là con đường của giải thoát tối thượng. Đức Phật nói gọi là tri kiến giải thoát, hay gọi là bất động giải thoát. Đó là mục đích phạm hạnh, tức là mục đích của người xuất gia.
Và mục đích của người Phật tử chân chánh là gì? Sống được với những lời Phật dạy, thành tựu được pháp lạc, mang lại lợi ích cho mình và những người xung quanh là Phật tử. Không cần phải hình thức, không cần phải vỗ ngực xưng tên, và cũng không cần phải quy y ai cả, và cũng không cần phải đi gọi là đi chùa nào hay là thuộc bao nhiêu bài kinh để gọi là mình hơn người khác cả. Không còn hơn thua, không còn phân biệt. Và đặc biệt đừng bao giờ phải chạy theo những cái Phật giáo của pháp môn, của bộ phái. Và chúng ta đã từng ở trong Phật giáo tín ngưỡng, cũng đừng bao giờ quy lị về Phật giáo tín ngưỡng. Cho nên cái Phật giáo hay là Đạo Phật chân chánh, cái cốt lõi của nó là tuệ giác. Mà chúng ta lại bây giờ đang ôm vào hai cái Phật giáo, được gọi là cái bằng che phủ cả hiện hữu. Đó là gì? Là Phật giáo tín ngưỡng và Phật giáo bộ phái. Chúng ta đang bị, nghĩa là mang vào những cái vỏ đó. Và đây là một điều rất là đáng suy nghĩ trong thời đại của chúng ta. Hôm nay nói một cái bài chắc là hơi căng thẳng chút xíu. Không biết Phật tử có thấy căng thẳng không? Đừng có bao giờ nhìn hình thức bên ngoài, phải không? Đừng có bao giờ nhìn bên ngoài. Nhìn bên ngoài không có đánh giá gì. Trước khi dứt thì chúng ta sẽ dừng lại, sẽ kể một câu chuyện nhỏ để các vị nghe cái giá trị thực ở bên trong như thế nào. Tức là một cái nhà từ thiện của Mỹ, không? Nhà từ thiện của Mỹ, tức là ông Bennett đó, rất là giàu có, ông làm từ thiện nhiều lắm. Cho nên bữa nọ ông đi với một cái người trợ lý, đi ngang qua một cái khu phố, mình gọi là khu phố nghèo hay là khu phố nghĩa là mình ở Săn Phăng, Berkeley. Thì qua mất cái bóp. Thì khi mất cái bóp á, thì ổng đi về thì ổng mới nói rằng là ổng đợi chờ để cho người ta gọi điện thoại, vì trong đó có danh thiếp, ai gọi lại để lấy cái bóp, trả cái bóp lại. Nhưng mà đợi từ sáng tới trưa không ai gọi hết. Thì cái người trợ lý nói rằng là cái khu phố đó là cái khu phố rất là nghèo, nhiều kẻ xấu, mình gọi là ổ chuột, cho nên đừng có bao giờ chờ đợi. Trong đó có cái danh thiếp mà người ta không gọi từ sáng tới giờ tức là đã không có rồi. Nhưng ông này cũng nói rằng không được, mình phải tin tưởng được, biết đâu có người mà họ tốt, họ nhượng được đó, họ sẽ gọi. Cho tới chiều thì mới có người gọi điện thoại. Ông nói đó, thấy không? Cho nên có kết quả. Gọi điện thoại, hẹn lại tới cái khu phố tối tăm đó để mà đi lấy cái bóp. Thì cái người trợ lý ngăn cản nó đừng có đi, bởi vì đó là có thể đó là vụ tống tiền, bắt cóc. Mình tới đó là ta biết mình có tiền, tới đó là bắt mình. Thì ông này ông Berlin cũng không có tin. Ông lái xe đi tới đó, cùng người trợ lý tới đó. Tới đó thì gặp một cái người da đen, và cái người nghĩa là cái bằng giống như là ăn mày, nghèo khó, một cậu bé thôi. Nó cầm cái bóp đưa, nó lượm được cái bóp đưa. Thì cái người trợ lý này dở cái bóp ra, thấy tiền bạc còn nguyên và danh thiếp thì cũng còn nguyên nữa. Thì bây giờ cái thằng bé đó nó mới xin một điều kiện. Nó nói rằng là tôi trả lại cái bóp rồi, nhưng mà xin cho tôi một ít tiền. Thì trợ lý nó đó, cười ha ha, nghe thấy chưa? Nghĩa là cái mấy cái người mà cái bằng ở cái tầng lớp thấp này, cái hình thức này là chắc chắn là như vậy. Mục đích là nó kêu mình tới đây để kiếm tiền. Thì công này ông đã khoát tay, ông che, ông nói đừng có nói nữa. Thì bắt đầu mới hỏi rằng, được rồi, cháu muốn bao nhiêu? Thì đứa nhỏ nó nói bao nhiêu, các vị không? Xin $1. Để làm gì? Nó tại vì nghĩa là khi liệm được cái bóp này, tôi đi rất là nhiều nơi để tìm được cái điện thoại công cộng. Khi tìm được điện thoại công cộng rồi không có tiền để gọi, cho nên phải mượn người ta $1 để gọi điện thoại, tìm được chủ nhân cái bóp, cho nên tôi trả lại. Bây giờ làm ơn cho tôi $1 để tôi trả lại cái đồng đô la tôi đã mượn. Ông này ông ôm chầm cái đứa nhỏ này, xong rồi bắt đầu ông thay đổi cái cách làm từ thiện của ông. Thay vì nghĩa là ông đi cho người ta từng cái bánh hoặc là giúp đỡ người nghèo này kia, bây giờ nghĩa là tại Berkeley đó ông mở một cái trường, cái trường để đào tạo và dạy cho những đứa trẻ mồ côi và những người nghèo nàn thiếu thốn để đi học, để sau này họ có khả năng để ứng dụng vào xã hội, có được tri thức để làm lợi cho cái đời sống của những người ở khu ổ chuột ở Săn Phăng.
Và cái kết luận của ổng khi mà khai giảng cái trường mà bây giờ là trường Đại học Berkeley nổi tiếng thôi các vị, ổng chỉ nói một câu thôi: đừng bao giờ nhìn hình thức bên ngoài của người khác mà đánh giá sự thật ở bên trong. Cho nên các vị nhớ, đừng bao giờ nhìn ở bên ngoài cái cây cối nó tốt tươi, hay là nhìn thấy thầy tốt mã mà rã đám. Đừng có bao giờ nhìn vậy. Thấy thầy khỏe dữ lắm hả? Nát hết trơn rồi. Giống vậy đó. Cho nên mình thấy cái cây cao bóng mát, mình tưởng nó ngon lành, nhưng mà vậy. Cái mục tiêu của mình là đi tìm lõi cây, cho nên làm ơn tìm được cái lõi đỏ bên trong để có thể xây dựng và làm nên những gì quý giá trong đời của mình. Nếu là một người Phật tử chân chánh, đừng vì cái ngôi chùa nó lớn, nó đẹp, hay là ông Phật to, hay là Bồ Tát Quan Âm linh hiển, mà phải quy lị vào chỗ này, dừng lại chỗ này, mà hãy tìm được Phật chất để sống đời hạnh phúc an lạc của người con Phật. Đó là gì? Là đi tìm đúng được lõi cây của người Phật tử. Chúc các Phật tử ai cũng tìm đúng được lõi cây. Làm ơn đừng có ôm lá rụng bên ngoài nhiều. Bây giờ lá rụng nhiều lắm, ôm về hết bao này tới bao kia, cuối cùng rồi các vị cũng khổ đau như chưa từng hiểu được Phật giáo là gì. Đừng theo Phật giáo tín ngưỡng, đừng quy lị Phật giáo tín ngưỡng, đừng quy lị Phật giáo bộ phái, mà hãy đi tìm được cốt lõi của Phật giáo là con đường của tuệ giác tối thượng. A Di Đà Phật. Nhiều quá mà không có dám đọc một lời nào trong này hết. Thôi giờ đại chúng hồi hướng, cũng quá 5 phút còn chừng hơn. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô thượng thệ nguyện học phật đạo. Thank you.